Xin chào các anh yêu thích bật lửa của Ambe vừa đồ đẹp. Hôm nay Ambe xin là làm một clip gửi đến các anh nhằm hướng dẫn các anh cách sử dụng cách châm xăng thay đá cũng như cách sử dụng của mẫu bật lửa BCZ 474. Các anh nhớ giúp em nhé, mã sản phẩm là BCZ 474 ạ. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm này thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, có ông tìm kiếm là BCZ 474 các anh nhé. Thì sản phẩm này là một sản phẩm cũng mới về đến Ambe Shop được hơn một tuần qua thôi. Nhưng mà hiện tại thì hôm nay Ambe Shop làm được clip hướng dẫn để hướng dẫn các anh. Một sản phẩm đang được Ambe Shop bán rất là chạy. Đấy, nên nhiều anh cũng mới sử dụng nên cũng chưa biết cách để thay. Đây. Trên tem đang là mẫu BCZ 474 màu màu vàng đồng. Rất là đẹp. Đấy, hay nữa. Cái này thì em chưa châm xăng. Đấy, tí nữa em sẽ châm xăng cho các anh xem luôn. Cơ chế đánh lửa kiểu dập cối. Rất là lạ luôn. Đấy. Sản phẩm sử dụng xăng đá chung phụ kiện với Zippo. Anh nào mà sử dụng Zippo rồi thì cũng rất dễ mà sử dụng. Đấy. Ở đây có phần con vít, các anh có thể vặn con vít này ra nhé. Để châm xăng ạ. Đấy. Em sẽ châm xăng luôn vào cho các anh xem nhé. Nhiều anh thì cũng có hỏi bên em là có sử dụng được các loại xăng khác không? Thì Ambe Shop cũng trả lời là có anh em nhé. Thì xăng gì các anh cũng có thể sử dụng được, nhưng mà Ambe Shop khuyến cáo các anh nên sử dụng xăng đá phụ kiện chung với Zippo để tăng được tuổi thọ cho bật lửa cũng như là đỡ hại tim hại bấc. Đấy, em vừa châm xăng vào. Đấy. Đánh lửa rất là nhạy luôn. Đây, các anh có thể xem ạ. Còn về thay đá, đây, các anh có nhìn thấy con vít này không ạ? Các anh sử dụng một cái tua vít để có thể vặn nó ra. Các anh vặn con vít này ra giúp em nhé. Đây. Sẽ để lộ ra phần thay đá. Đây. Anh xem này. Khi nào mà hết đá thì các anh có thể thay đây ạ. Nếu anh nào mà chưa biết cách sử dụng có thể gọi là cho shop nhé, shop sẽ hướng dẫn các anh. Cho các anh vặn lại. Đấy, rất là đơn giản thôi. Rất là nhạy lửa. Anh nào mà kết cái sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại bên dưới. Ambe Shop sẽ gọi lại để tư vấn cho các anh cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng các anh nhé. Đấy. Hoặc có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng. Đấy. Thì các anh có thể gọi trực tiếp lại cho shop. Cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.